Hello Vanessa, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại Vanessa ở cái bản tin về cái vấn đề là mua cái cổ phiếu, trái phiếu, stock, invest. Có nghĩa là chúng ta đầu tư hoặc chúng ta mua bán trong ngày, người ta gọi là đế chế. Có nghĩa là mua ra bán vào đó quý vị. Thì hôm nay Vanessa thấy một số anh chị em hỏi câu hỏi rất là giống nhau. Đó là khi mà đang lãnh tiền thất nghiệp thì chúng ta có đầu tư mua bán được cổ phiếu chứng khoán tại Mỹ hay không? Thì đây là một cái vấn đề mà Vanessa đã tìm hiểu, hỏi ý kiến một số người cũng như là trên cái trang phiền của bên market stock các kiểu luôn đó quý vị. Thì họ đều đưa ra những cái câu trả lời giống nhau. Thì đây Vanessa cũng chỉ là cái chia sẻ thôi, chứ không phải Vanessa không phải là CPA. Thì nếu như quý vị muốn biết được chính xác thì quý vị có thể hỏi những người ở bên lĩnh vực của stock, thị trường chứng khoán, hoặc những CPA thì có thể họ sẽ biết được về vấn đề nhiều hơn. Thì Vanessa sẽ chỉ chia sẻ những cái điều Vanessa tìm hiểu được thôi quý vị nha. Rất cảm ơn quý vị, mong quý vị like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho Vanessa. Thì cái video hôm nay Vanessa sẽ đưa đến cho quý vị hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nếu như mà chúng ta đang lãnh tiền thất nghiệp thì chúng ta có được mua bán cổ phiếu hay không, chứ không phải là invest. Tí nữa Vanessa sẽ chia sẻ cái phần invest cho quý vị. Có nghĩa là day trading, có nghĩa là nó là cái mua bán cổ phiếu cho quý vị á. Ví dụ như là hôm nay quý vị mua cái của Tesla đi, là quý vị mua 800 đi, sau đó thì khi mà nó lên đến 900 thì quý vị bán ra chẳng hạn. Đó thì 900 quý vị bán ra thì quý vị sẽ lời được 100. Đó thì họ sẽ tính cái tiền thách thuế trên cái lời này của quý vị khi mà quý vị bán ra, và đây nó chính là cái income mà sau này khi mà chúng ta khai thuế nó sẽ tính vào những cái earning của quý vị hàng ngày. Nó chính là cái business, cái gọi là người ta gọi là kiếm income, earn income hàng ngày của quý vị. Thì nếu như quý vị mua bán kiểu như vậy, người ta gọi là day trading đó quý vị, có nghĩa là sáng sớm dậy mua, chiều bán, hoặc là trưa mua xong cái nó lên gấp luôn thì mình lại bán ra ngay, có nghĩa là mua bán trong ngày á. Thì người ta nói là đang lãnh tiền thất nghiệp thì không được mua bán trong ngày của trên cổ phiếu như vậy quý vị nha. Có đó, day trading này nó giống như là một cái consider running a business. Nó là một cái hình thức buôn bán của quý vị, nó giống như là mình đi làm việc đó quý vị, chứ nó không còn là cái investment nữa. Thì trong cái vấn đề này thì Vanessa thấy họ cũng đã đưa ra rất là nhiều những cái phần mà chúng ta có những câu hỏi của những người đang lãnh tiền thất nghiệp á. Ở trong cái phần watch market á, thì họ cũng đã có những cái comment như vậy. Thì Vanessa họ thấy họ nói cũng giống hệt như trong cái bài báo Fiancy này. Thì cái bài báo này nó giống như là của CPA, họ chia sẻ để cho những người chúng ta đang mới tập tành bước vào cái con đường đầu tư cổ phiếu thì chúng ta nên biết được cái điều này. Và trong cái thời điểm hiện tại bây giờ thì rất nhiều người đang bị thất nghiệp, thành ra là họ hỏi những cái điều này thì đúng thôi. Đó thì họ nói là running a business, nó không phải là investing quý vị nha, nó không phải là một cái đầu tư. Chính vì vậy nếu như quý vị mà đang running a business như vậy là quý vị có job rồi, quý vị có kiếm tiền rồi, có kiếm ra kiếm vào hàng ngày như vậy rồi, là quý vị sẽ không đủ điều kiện để mà nhận cái tiền thất nghiệp đó. Nếu như quý vị vẫn cứ thực hiện cái điều này thì và quý vị vẫn nhận tiền thất nghiệp thì quý vị sẽ nằm vào trong cái illegible, là bất hợp pháp đó quý vị. Là nó sẽ not eligible, là nó không có đủ điều kiện cho quý vị nhận cái chương trình unemployment. Nó sẽ là cái không có hợp pháp. Nếu như chúng ta cố tình làm và che giấu thì rồi họ cũng sẽ biết, tại vì chúng ta đây trên như vậy nó suốt ngày mua ra bán vào thì chúng ta phải khai thuế thôi, thì họ sẽ biết được những cái khoản tiền như vậy, chứ nó không có giống như investing là chúng ta sẽ nó sẽ đi vào dài hạn đó quý vị. Và hôm nay nhân tiện có nhiều quý vị hỏi là vậy thì cái tiền lời á, cái tiền lời của quý vị có phải khai thuế không? Có phải khai thuế khi mà quý vị bán được cái stock này không? Thì nếu như quý vị bán ra nha, nếu mà quý vị bán mà nó có lời thì bắt buộc quý vị phải khai. Kể cả lỗ thì quý vị có thể khai cái form lỗ để lấy lại tiền lỗ, còn vừa lời vừa lỗ thì khai cả hai form thì vừa họ sẽ tính ra bù trừ cho nhau. Cái lỗ với cả cái lời nó sẽ có thể làm cho cái thách của quý vị nó giảm xuống. Đó, nó deduct cái thách của quý vị xuống. Thế còn nếu như chúng ta có lời, nhưng mà cái trường hợp này là cái trường hợp chúng ta không có bán ra quý vị nha, không có mua bán gì hết, chúng ta chỉ mua vào và để đấy thôi. Chẳng hạn như mua cái Apple này và được lời là 1.000 rồi. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn giữ ở trong cái tài khoản của chúng ta, chúng ta vẫn keep, chúng ta không có bán. Không bán quý vị nha. Đó, không bán thì đồng nghĩa với việc là chúng ta cũng không phải khai thuế, không phải report cái tax trong cái cuối năm. Chúng ta sẽ không phải report cái thuế của chúng ta, không phải khai đâu quý vị. Đó, trừ khi nào chúng ta bán ra chúng ta mới phải khai thôi. Thì những cái vấn đề này nó cũng nằm ngay ở trong cái phần đủ điều kiện để mà làm hay không. Tiền thất nghiệp này chúng ta đủ điều kiện để chúng ta sử dụng cái investment này hay là cái running business giống như là day trading này. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần sau, họ có những cái giải thích này. Cái phần chúng ta mua bán trong ngày ấy, kể cả trong ngày, trong tuần hay trong tháng, có nghĩa là cứ mua ra bán vào ấy, thì chúng ta không được. Nhưng với cái investment này thì họ lại nói là chúng ta vẫn có thể collect cái tiền thất nghiệp của chúng ta được. Vì là chúng ta giữ cái cổ phiếu ở trong cái tài khoản của chúng ta, chúng ta với cái hình thức là đầu tư, và đầu tư có lợi. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó mà khi mà họ nói là công ty của bạn mà biết được là bạn đã kiếm được những cái investment, có nghĩa là cái income đầu tư, nó không phải là cái income day trade kia, nó khác quý vị nha. Cái income này nó khác. Cái income này nó không nằm vào trong cái income thuộc dạng W2 hay là 1099 giống như cái day trade kia phải khai thuế hàng năm thì nó khác. Còn cái investment mà để trong cái vòng dài hạn, ví dụ như 5 năm sau chúng ta bắt đầu bán, hoặc là chúng ta mới truy lãnh những cái tiền mà chúng ta invest vào đó, chúng ta đầu tư vào đó để nó có lời, chứ không phải chúng ta mua bán hàng ngày, nó khác. Thì có thể người chủ người ta cũng có thể là người ta sẽ hỏi chúng ta về cái income mà chúng ta thu được ở cái khoản invest này. Thế nhưng mà bên những cái chia sẻ của bên CPA thì họ nói là chúng ta có thể không đưa cho người ta biết được cái tài chính của cơ cá nhân của chúng ta, cho cái người chủ biết thì chúng ta không có đưa ra. Và nếu như mà họ có từ chối những cái điều mà do họ nhận thấy chúng ta có cái income nhờ cái invest đầu tư kia, thì chúng ta cũng có những cái nguồn để mà phản đối lại người ta. Nên chúng ta yên tâm, chúng ta không có sao trong cái vấn đề invest dài hạn này. Nhưng phải khẳng định là quý vị đầu tư dài hạn, nó không phải là cái giống như cái income, work income. Thành ra là chúng ta phải nhớ một cái điều là như vậy thì chúng ta mới được quý vị nha. Và còn nếu như mà chúng ta cứ bán ra, mua ra, bán vào mà trong cái năm đó chúng ta phải khai thuế thì chắc chắn nó sẽ không có được rồi, nó sẽ không có fair vào trong cái phần đang lãnh tiền thất nghiệp. Còn cũng trong cái phần cổ phiếu hôm nay thì có rất nhiều quý vị hỏi là cái phần trăm để khai thuế bao nhiêu. Thì trong cái mục họ quý vị hỏi là bao nhiêu phần trăm thuế thì nó sẽ chia ra, nó có nhiều những kiểu lắm quý vị. Thì chúng ta phải vào chúng ta đọc kỹ ở trong cái mail mà cái app Webull hoặc là cái app Robinhood đó, họ cũng đã gửi, họ để sẵn ở bên trong rồi đấy. Thì Vanessa cũng chỉ nói qua một chút thôi. Thì cái thuế thu nhập của chúng ta, capital gain đó, thì khi mà nó ở cái ngưỡng bao nhiêu thì quý vị sẽ phải đóng. Ví dụ như là quý vị ở trong cái ngưỡng 25% thì quý vị phải đóng là 15%. Thế còn nếu như mà cao hơn thì quý vị sẽ đây là cái phần mà hoặc là cao hơn thì quý vị sẽ đóng ở cái ngưỡng 15% nếu như quý vị ở trong cái ngưỡng 25% của cái yêu cầu chúng ta đóng thuế. Còn nếu như quý vị ở trong cái ngưỡng 15% hoặc là ở cái ngưỡng thấp hơn thì chúng ta sẽ đóng 5%. Thì cái này chắc là những cái người mà rất là ít đó, thì họ mới phải đóng như vậy thôi. Nhưng mà cái thuế này nó lằng nhằng lắm, nó không giống như những cái thuế kia quý vị, tại vì nó còn có cả cái phần wash sale dành cho những cái người bị lỗ nữa cơ. Thì chúng ta sẽ dựa vào cả cái đấy nữa thì mới tính được ra cái tiền thuế của chúng ta là bao nhiêu. Cái wash sale mà Vanessa thường nói với quý vị là mình mua bán mà mình bị lỗ đó thì mình sẽ có cái form khác để mình khai ra, cái form 8949 này. Schedule D đó quý vị. Đó thì chúng ta sẽ phải khai cái form đó ra để chúng ta được bù lỗ. Thì rồi thì cái cổ tức, nói chung là trong những cái thuế của cái stock này nó sẽ không có giống nhau, thì phải vào trong từng cái phần để đọc xem là mình ở cái ngưỡng như thế nào và khai thuế ra sao, chứ không phải ai cũng giống ai quý vị nha. Mình mà tự dưng mình có ít vậy, mình sao mình phải đóng phần trăm cao, có nghĩa là cũng giống như là thuế của người dân bây giờ đó. Ai mà bị ngưỡng 200 rồi thì 400 thì sẽ phải bị đánh thuế cao hơn bao nhiêu đó quý vị. Thì cổ phiếu nó cũng kiểu như vậy, những người họ chưa lớn, họ ở cái ngưỡng nọ ngưỡng kia thì họ sẽ phải đóng nhiều hơn, còn mình ở cái ngưỡng thấp thì mình sẽ đóng ít hơn. Đấy, nó ví dụ cụ thể trong cái phần này là nếu ai ở cái ngưỡng 25% thì sẽ đóng 15% này, còn ở cái ngưỡng thấp hơn là 15% thì sẽ chỉ phải đóng 5% thôi này. Như Vanessa vừa chia sẻ đó, thì em cũng chưa có đóng thuế tự mình cả, em toàn có Vanessa toàn có in ra để đưa cho ông xã, ông ấy mang đi in, thì thực ra là ông cũng in luôn đó, chứ mình cũng chả có in. Đó thì bây giờ Vanessa cũng xin dừng cái video tại đây để chia sẻ qua về cái vấn đề tiền thất nghiệp cho quý vị được biết về cái đầu tư cổ phiếu như vậy. Tại vì đầu tư cổ phiếu mà mua bán ra vào như Vanessa là sẽ không được lãnh tiền thất nghiệp. Tại vì mua bán hàng ngày như em thì làm sao mà được lãnh tiền thất nghiệp. Nó cũng giống như mình làm ăn buôn bán hàng ngày đó quý vị, kiếm tiền hàng ngày mà vẫn có những cái nguồn thu, thì làm sao mà mình lãnh được tiền thất nghiệp, trừ khi là cái trường hợp thứ hai mà em chia sẻ với quý vị là mình investment, có nghĩa là mình đầu tư chứ không phải là mình running the business. Mình day trade thì là giống như là mình running a business rồi thì mình sẽ không có được. Đó thì hy vọng là Vanessa sẽ tìm hiểu thêm, và có những cái thắc mắc gì quý vị cứ comment ở bên dưới, có thể Vanessa chia sẻ cái kinh nghiệm nếu mà em biết thì em sẽ chia sẻ cho quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video clip lần sau. Bye bye.